ông chắc. Mọi người nhé. Công an anh người này, đắt này đắt trong. Ấy điện thoại của em này, mọi người cứu em với. Này công an anh đi làm không mang theo bảng tên này, không có bảng tên hết. Rồi em mới ở đây, đây đây bảng tên tôi rồi. Mọi người cứu em với, công an này, tất cả các anh này. Rồi bây giờ có vấn đề gì rồi? Anh này em hỏi em ạ, đi làm không có bảng tên, không có thẻ này. Rồi, rồi. Rồi em bước vô đây, bước vô đây. Anh muốn quay em bước vô đây. Bước vô đây. Không em, em làm gì vậy? Cản trở xe là tôi xử lý nha. Anh cản trở luôn. Cứu em với này. Làm gì á? Cứu em với, công an đi làm không có bảng tên mà là tội điện thoại của em này. Anh không có bảng tên. Anh này là tên gì? Anh có đâu. Bảng tên thầy anh, bảng tên mà đem cho bài hả? Đây, đây là bảng tên đây, đây. Nè cam cam cam. Thầy đi làm của anh đâu? Rồi anh bước vô đây để xe ta lưu thông. Em đi vô trong này. Bước vô đây ta lưu thông. Rồi, bước vô đây ta lưu thông. Người cứu em với mọi người ơi. Công an đi nào cũng không có bao thẻ. Thầy anh đây. Đi đây đây đây. Coi gì đâu mình coi. Không có tên này. Em có lỗi gì à, giờ yêu cầu em. Hồi nãy giờ có lỗi gì? Rồi em ra nè, bước vô đây nè. Rồi anh là tổ trưởng ở đây, bước vô đây, làm việc đàng hoàng. Rồi anh, em quay. Anh chưa có thể chào em nè. Anh đây nè. Em chưa có làm việc với anh. Em xuống xe là em phải trách nhiệm người ta chào em để xuất trình giấy tờ mà em không làm việc rồi em cái gì ở đây? Làm việc thì em đây giờ... em tháo mắt kiếm ra, em lịch sự, một phép lịch sự tối thiểu. Em tháo mắt kiếm ra. Ai bảo em mắt kiếm là không lịch sự. Đây nè. Khi em làm việc với anh, em phải tháo bất kiến rồi nói là phép anh chưa có tới làm việc với em. Em chưa, anh chưa, anh chưa chào em. Anh chưa chào em, công an đã đánh người. Đánh người, đánh mà ai? Không, không có thành anh. Này, cái, ai đánh? Cái điện thoại của em, của anh này, công an bật đi một phát rồi. Ai đánh ngoài? Ai đâu? Em cứ mở cái điện thoại em ra, em coi. Nha. Em văng ra ngoài. Cái nói không có đánh, nhưng mà cái điện thoại cầm quay là anh cầm, anh văng cái điện thoại này, mũ nguy hiểm của em còn văng lên trên kia kìa. Đừng, đừng gây rối ở đây. Mũ nguy hiểm còn văng lên trên đây này. Anh có thể giúp em. Công an đi làm không có thẻ ngành nữa, không có bằng tên. Thẻ ngành là cái gì? Hả? Thẻ ngành là cái gì? Mình phải hiểu, mình phải rõ nha. Thẻ. Anh giờ anh làm nhiệm vụ gì? Hả? Bây giờ anh làm nhiệm vụ gì? Đó, đứng đây chờ tôi công an xã ra bây giờ. Không đây đây. Lúc xã đi hiểu đó. Em hỏi. Em không hề gây rối. Các anh vào anh chưa chào em. Anh còn chưa làm việc với em. Ai chào ai? Đỡ đã ai chào đâu? Giờ anh nè. Quên. Hay là quên. Chứ bằng không kìa. 4 160. Làm gì em trai? Chị nghĩ Lê Ngọc Anh làm gì có vào nè. Em làm vậy nó có tác dụng nha. 404 654. Cứ gọi lại xe không á. Để vô trong cho để xe nó. Giờ các anh bắt tôi, các anh phải làm việc với tôi. Đúng rồi. Anh kêu bây giờ đứng bay bên đây là anh làm việc. Bây giờ anh báo em lỗi là đi không đúng phần đường quy định. Rồi, bây giờ các anh chứng minh tôi nè. Bây giờ anh sẽ quay lại. Anh quay thoải mái. Anh quay thoải mái. Yêu cầu trực tiếp đi bây giờ anh cho giờ em xem hình ảnh em sẽ xuất trình đầy đủ cho anh. Và anh là không rồi. Nếu anh không chứng minh em vi phạm là anh sẽ đâu, anh là vu khống em. Bây giờ nè, tôi nói cho anh nghe. Anh vượt ngay trước mặt tôi xử lý nóng anh. Ai nha. Nhưng mà ai là người bắt em vô? Rồi, em cứ nói cho mất chuyện đi. Ai là người bắt em vô? Rồi bây giờ người ta dừng xe, em đang vi phạm nha. Rồi bây giờ mời em xuất trình giấy tờ kiểm tra. Ai anh này bắt em vô. Rồi em đứng phía ra ngoài, đứng gọn vô. Em thích em đứng gọn vô. Có cái vấn đề gì đâu. Rồi nha. Bây giờ nè. Anh nào bắt em vô. Rồi bây giờ mời người ta dừng xe. Bây giờ tôi là kiểm tra giấy tờ xe nè. Bây giờ anh này bắt em vô. Bây giờ anh có xuất trình được giấy tờ xe hay không? Anh giờ anh cái vấn đề anh nào bắt em vô thì không quan trọng. Nhưng quan trọng bây giờ anh không đúng làn đường ở đây. Anh chưa tới chào em, anh chưa có làm việc. Người ta chào em ngay từ ban đầu. Em đúng, em xuống xe chứ không phải đứng giữa chừng này là chào. Chào cái gì? Nhưng mà đến khi anh làm việc với em là anh phải chào em chứ. Như vậy là tất cả theo quy định tất cả mọi người đều phải chào em hay sao?
Tất nhiên rồi, khi chỉ cần người ta kiểm tra giấy tờ yêu cầu em khi nào giấy tờ và người ta chào em nha. Rồi bây giờ em có xuất trình được giấy tờ xe ra lấy người ta kiểm tra hay không? Em có lỗi gì giờ anh kêu em lỗi đúng không? Bắt đi không được làn đường đó, lắng tiếng. Bây giờ anh chứng minh em đây nè, về quy định của luật nha, về quy định của luật chỉ có hành vi là vượt quá tốc độ thì mới bắt buộc phải cờ ảnh, còn không em chứ bây giờ anh nói em không công nhận vấn đề đó thì em có thể lấy nhân chứng để xác định vấn đề đó. Rồi ai muốn làm gì cứ quay thoải mái, rồi bước vô đây, bước vô chỗ này, bước vô chỗ này, kêu anh khảo tăng lên chưa. Rồi còn em không xuất trình giấy tờ được thì anh sẽ tiến hành anh lập biên bản. Là anh không có cái gì, không có thẻ đi làm nhiệm vụ. Bảng tên đây là cái gì? Bảng tên gì? À, bảng tên này là cái gì? Thẻ biết là thì gì? Em biết thì em nói, còn em không biết thì em phải hỏi người ta. Chứ còn thẻ này là thẻ gì và thẻ nào? À, còn nguyên tắc đi ngoài đường, người ta làm nhiệm vụ là bảng tên là cái gì mình phải hiểu rõ mình mới nói nha. Anh yên tâm đi, nãy giờ là anh cũng đã quay em là những cái hành động của em rồi, bây giờ nhưng mà anh đã bắt đầu anh còn cúp, anh không có biển tên nữa. Video em quay rồi, anh mất biển tên, anh theo ngược vào trong thì anh đeo làm gì? Đây nè, tôi nói nè, cái vấn đề đó không có quan trọng thôi. Tôi cảnh sát giao thông đâu hả? Cảnh sát giao thông gì? Cảnh sát giao thông không vậy mà các anh dựa cái xe kia vào đây, các anh cân xe tôi là thế nào? Bây giờ anh... Tôi vẫn xuất trình đàng hoàng. Đúng nhưng rồi. Tôi hỏi các anh xem có đủ thẩm quyền để cân xe tôi không? Chúng tôi khẳng định chúng tôi đủ thẩm quyền. Thế chuyên đề các anh là hôm nay cân xe tôi như thế nào? Cho tôi hỏi xem là... Tải trọng gì? Các anh đủ thẩm quyền để cân xe tôi gì? Thế không có cảnh sát giao thông vậy xe tôi, các anh dừng ngoài kia như thế là được không? Chúng tôi cứ giải thích cho anh nhá. À. Ý anh nói như thế là chúng tôi không có thẩm quyền. Tức là các anh phải có cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông mới ra vẫy xe tôi đàng hoàng như thế, sao lại các anh bảo? Đâu anh giả xem cái lệnh của các anh đâu? Cái này là từ ngày bao giờ? Từ ngày hôm nào? Từ 22 tháng 6, lịch phối hợp kiểm tra tải trọng xử lý tháng 7. Rồi. Anh ngồi đây. Không, anh cứ để tôi xem. Rồi, cứ ngồi đây. Tôi xem anh đủ thẩm quyền cân không? Tôi vẫn có cân, tôi có chống lạnh đâu. Xem anh làm có đúng hay không thôi. Rồi. Đây nhá. Xe nhá, trường hợp có tình huống đột xuất, một trong các lực lượng phối hợp kiểm tra kiểm soát tải trọng xe quốc lộ 6 đường Hồ Chí Minh nghỉ không tham gia, cảnh sát giao thông nghỉ thì thanh tra giao thông tăng cường thêm lực lượng thực hiện việc dừng kiểm tra, xác định vi phạm, tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Được chưa? Thế là các anh có quyền gì được rồi? Đây, để tôi sẽ hỏi xem nó đúng không. Thế là ban mẹ gai được tổ chức thêm như thế nào? Tôi vừa đọc cho anh rồi. Đấy, rồi đấy anh đọc thế rồi. Rồi anh ngồi xuống đây tôi cho anh đọc